Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là những thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Mưa lũ ở Hòa Bình làm một người mất tích, nhiều khu dân cư chìm trong biển nước. Mưa lũ lớn ở Hòa Bình làm một người mất tích, nhiều khu dân cư chìm trong biển nước, nhiều ngầm tràn ngập sâu chảy xiết. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, mưa lũ từ đêm qua đến nay khiến một người bị lũ cuốn trôi mất tích là anh Nguyễn Xuân Giang, sinh năm 1985, quê tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn bị nước cuốn trôi. Mưa lớn gây ngập úng và làm tê liệt nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tại thành phố Hòa Bình, nhiều tuyến đường nội thị đã ngập sâu, đặc biệt tuyến đường An Dương Vương, phường Thái Bình ngập khoảng 50cm khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Bên cạnh đó, đoạn kè bờ sông chân cầu đen từ suối Chăm đổ ra sông Đà cũng đang tiếp tục sạt lở từ các đợt mưa trước. Hiện nay, đoạn chân kè và chân cầu vẫn đang tiếp tục bị khoét sâu, nguy cơ ảnh hưởng đến cầu đen và các hộ dân sinh sống bên bờ. Mưa lớn cũng làm ngập úng 8 tuyến đường và 10 ngầm ở huyện Lương Sơn. Cụ thể, tại các xã Cao Sơn, Tân Vinh, Liên Sơn, Lâm Sơn, Cao Dương, Thanh Sơn, nhiều ngầm tràn và các tuyến đường ngập sâu gây nguy hại, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tại thị trấn Lương Sơn, từ km 438 đến km 465, quốc lộ 6 cũng có nhiều đoạn ngập sâu trong nước. Tương tự tại huyện Kim Bôi, mưa lũ lớn cũng làm nhiều khu dân cư bị chìm trong biển nước, nhiều ngầm tràn nước ngập sâu chảy xiết. Lực lượng công an, dân quân tự vệ đã cắm biển cảnh báo, ngăn không cho người dân đi qua những vị trí nguy hiểm. Tại huyện Lương Sơn, một ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất và 2,5 hectare lúa bị ngập úng. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ rạng sáng ngày hôm qua đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, tại km 25+450 đường tỉnh lộ 433 đoạn qua địa phận xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc đã xảy ra sạt lở với lượng đất đá lớn khiến giao thông bị ách tắc hoàn toàn. Ngoài tuyến đường tỉnh lộ 433, trên địa bàn huyện Đà Bắc còn có trên 10 điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn tại các xã Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong, Giáp Đất. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng cắm biển cảnh báo nguy hiểm không cho người dân và các phương tiện giao thông di chuyển qua tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao để đảm bảo an toàn về người và phương tiện. Hiện tại ở các địa phương, lượng mưa vẫn tiếp tục tăng cao. Để đảm bảo an toàn cho người dân và các công trình, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đề nghị các địa phương thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến mưa lũ, sạt lở và có các phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Bên cạnh đó, rà soát sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các khu vực ngập lụt, chia cắt, sẵn sàng lực lượng vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Hà Nội, mưa dông đúng giờ tan tầm, người dân cần chuẩn bị phương án di chuyển. Chiều nay, nhiều khu vực nội thành Hà Nội bắt đầu xuất hiện mưa dông, thời điểm mưa đúng vào giờ tan tầm. Người dân cần chuẩn bị phương án di chuyển phù hợp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị xét và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang gây mưa cho khu vực tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên đang có xu hướng di chuyển về nội thành Hà Nội. Trong khoảng 30 phút đến 1 giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ di chuyển về phía nội thành Hà Nội, gây mưa rào và dông cho các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa, sau đó có khả năng lan sang các quận nội thành khác của Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Do mưa dông xảy ra đúng vào giờ tan tầm nên người dân sống và làm việc ở các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt cần chuẩn bị các phương án đề phòng, có kế hoạch di chuyển phù hợp. Đợt mưa dông này sẽ kéo dài đến hết tuần. Theo thống kê, thành phố còn tồn tại 11 điểm ngập chưa thể giải quyết, trong đó 3 điểm ngập đã giảm thiểu tình trạng úng ngập là Hoa Bằng, Minh Khai, Nguyễn Khuyến. 5 điểm đang triển khai các dự án cải tạo thoát nước là ngã 5 Đường Thành, Bát Đàn, Nhà Hòa, ngã 4 Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, phố Thụy Khuê, dốc La Pho, phố Cao Bá Quát, phố Vũ Trọng Phụng. 3 điểm còn lại đang trong quá trình nghiên cứu các dự án chống ngập là Đại lộ Thăng Long, phố Ngọc Lâm và đường Hoàng Như Tiếp. Với cường độ mưa 50-100mm trong 2 giờ, các khu vực trên chắc chắn bị úng ngập. Thời gian nước rút phụ thuộc vào vũ lượng cũng như khả năng tiêu thoát tự nhiên, dao động 20 phút đến 1 giờ. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển vào các khu vực trũng thấp thường xuyên xảy ra ngập lụt khi mưa lớn trút xuống. Nhiều phương tiện trôi theo dòng nước xiết sau cơn mưa lớn ở Đồng Nai. Cơn mưa lớn chiều nay đã gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Nhiều phương tiện bị cuốn trôi theo dòng nước. Người dân phải rất vất vả để di chuyển. Vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 12 tháng 9, mưa kèm gió lớn đổ xuống thành phố Biên Hòa,
trận mưa kéo dài gần 2 giờ khiến đường Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc đoạn qua thành phố Biên Hòa, quốc lộ 1 đoạn trước Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất ngập sâu từ 20 đến 50cm. Đáng chú ý, tại đường Hoàng Văn Bổn, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, nước ngập sâu gần 1m, cao quá yên xe máy. Nước ngập sâu kèm theo dòng nước chảy xiết khiến nhiều phương tiện, chủ yếu là xe máy, bị cuốn trôi. Một số tài xế ô tô đã nhanh chóng điều khiển phương tiện của mình để chắn ngang dòng nước chảy xiết, tạo điều kiện cho xe máy di chuyển đến khu vực an toàn, tránh việc bị ngã, đổ, thậm chí bị cuốn trôi. Tại ngã tư Dầu Dây, đoạn trước trung tâm hành chính huyện Thống Nhất cũng xảy ra tình trạng ngập tương tự. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này đa phần đều đã chết máy và phải dắt bộ mới qua được điểm ngập. Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo người dân hết sức cẩn thận khi tham gia giao thông dưới tình trạng trời có mưa lớn và gió giật mạnh. Điều khiển phương tiện xe máy trong nước ngập và chảy xiết rất dễ bị dòng nước cuốn vào cống ngầm. Trong cơn mưa cũng rất khó quan sát, khiến người tham gia giao thông dễ đi vào ổ gà, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao. Chưa kể trời mưa còn kèm dông, gió giật làm gãy đổ cây, ông Quyết cảnh báo. Dự báo trong ngày mai, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ. Nhiều người bị nước cuốn trôi do mưa lớn kéo dài. Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước mất tích khi người dân di chuyển qua đập tràn ngập sâu tại các tỉnh phía Bắc. Thông tin từ ông Quách Đình Vận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết, lực lượng chức năng đang tìm kiếm thanh niên 17 tuổi mất tích. Vào chiều ngày hôm qua, nạn nhân Bùi Đức Tê, sinh năm 2005, trú tại xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, cùng hai người bạn rủ nhau ra sông Bôi quăng lưới đánh cá. Khi cùng vượt qua sông, hai bạn đã thành công sang được bờ bên kia, còn Tê bất ngờ bị lũ cuốn trôi. Do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Ông Vận nói thêm, cũng tại Hòa Bình, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu NMH sinh năm 2012 trú tại xóm Nhà, xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình, tử vong do trượt chân ngã xuống đoạn nước ruộng ngập sâu vào chiều tối qua. Cũng ở địa phương này, hai vợ chồng là Đinh Ngọc Hát sinh năm 1984 và vợ là Đinh Thị Ngờ sinh năm 1987, trú tại thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, trong lúc đi qua đoạn nước ngập cao đến khu Ba Hang để hái na về bán, đã bị nước chảy xiết cuốn trôi vào khe sâu. Hiện lực lượng chức năng mới phát hiện thi thể người vợ trên bãi cỏ ở cách đó chừng 70m, còn người chồng vẫn chưa tìm thấy. Ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4, trên địa bàn xảy ra mưa vừa mưa to kéo dài khiến mực nước các sông dâng cao. Riêng huyện Thanh Sơn, mực nước trên sông Bứa lúc 18 giờ đã lên tới 23,34m, trên báo động 1 là 0,34m. Do mực nước dâng nhanh khiến nhiều đập tràn trên đường giao thông đi các xã bị ngập sâu, giao thông nhiều nơi bị tê liệt. Mặc dù đã có biển báo nguy hiểm cấm người dân qua lại khu vực đập tràn, nhưng hai người đi xe máy vẫn cố tình vượt qua, hậu quả người ngồi sau bị nước cuốn trôi. Tại tỉnh Lào Cai, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy cháu trai sinh năm 2007, trú phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tử vong do bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua suối. Theo các nhân chứng, khi đi xe máy qua đập tràn, nước chảy xiết, nạn nhân cố giữ phương tiện không bị rơi xuống suối, dẫn đến bị cuốn theo chiếc xe máy. Dự báo chiều và tối mai, do ảnh hưởng của dãy áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kéo theo mưa dông, có khả năng xảy ra gió giật mạnh, sét đánh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đá, cục bộ trên địa bàn. Tại Nam Định, đoàn cứu hộ vừa được tăng cường lực lượng để tìm kiếm 4 người mất tích trên sông Đào thuộc địa phận xã Nam Phong, thành phố Nam Định. Theo thông tin ban đầu, sau khi ăn dỗ ở nhà xong, 4 người trong gia đình gồm 2 mẹ con và 2 người cháu rủ nhau đi tắm sông Đào, không may đuối nước và đều bị mất tích. Sau một đêm tìm kiếm, một tổ thợ lặn cùng 5 thuyền được tăng cường, tuy nhiên do mưa lớn, nước sông lên cao nên công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Tại Bắc Giang, sau hơn 10 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Châu Văn Hát sinh năm 2000 ở thôn Bóm, xã Tân Quang, Lục Ngạn. Nạn nhân bị nước cuốn trôi khi điều khiển xe mô tô đi qua ngầm tràn có lũ. Được biết, anh Hát là sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên và đang trong kỳ nghỉ hè, sẵn sàng phương án sơ tán gần 115.000 người dân tránh lũ quét sạt lở. Hiện các địa phương đang rà soát số dân ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất với khoảng 115.000 người và sẵn sàng phương án sơ tán dân theo diễn biến thực tế của bão số 4.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, trong ngày hôm nay bão số 4 sẽ gây mưa, có nơi lên trên 150mm. Mối nguy hiểm nhất hiện nay là gió hoàn lưu sau bão, gió Đông Nam vẫn còn mạnh ở cấp 6-7, khu vực neo đậu tàu thuyền cần hết sức chú ý. Vùng núi các tỉnh Tây Bắc và Bắc Trung Bộ đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Đại tá Nguyễn Đình Hưng, trưởng phòng cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng thông tin, hiện đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương kiên quyết kêu gọi các phương tiện hoạt động trên biển ra khỏi khu vực nguy hiểm, vào nơi tránh trú an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng còn phối hợp với chính quyền địa phương để sắp xếp cho trên 7.000 phương tiện với hơn 14.000 lao động neo đậu an toàn tại các bến từ Quảng Ninh đến Nam Định. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đề nghị các địa phương thuộc khu vực biển, đảo thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thông báo đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội phù hợp khi đã đảm bảo an toàn. Vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ theo dõi tình hình thời tiết, sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa lớn, kiểm tra hệ thống thoát nước, tổ chức tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, triển khai phương án di dân khu vực không đảm bảo an toàn do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở, tiến hành vệ sinh môi trường. Các tỉnh miền núi phía Bắc sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa lớn, chỉ đạo lực lượng xung kích rà soát, khơi thông các dòng chảy, các điểm bị tắc nghẽn trên các sông suối, kiểm tra rà soát, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm và canh gác, hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông an toàn tại các trọng điểm xung yếu. Các địa phương triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống sạt lở, chia cắt. Đồng thời, triển khai phương án bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố giao thông. Các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu xả lũ, bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành, điều tiết và xử lý các tình huống, chỉ đạo rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên cập nhật, kịp thời cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất và khu vực bị ảnh hưởng, đảm bảo độ tin cậy, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành. Các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ sau bão, duy trì lực lượng cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu, xử lý khi có yêu cầu. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.